Thân chào các em học sinh đến với tiết học địa lý 8 ngày hôm nay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những nội dung chính trong hai bài đầu tiên của phần 2 địa lý Việt Nam. Đó là bài 22 Việt Nam đất nước con người và bài 23 vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta đến với bài học đầu tiên, bài 22 Việt Nam đất nước con người. Phần 1 nhỏ, Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trước khi xác định Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới, thì chúng ta cần phải khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm phần đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Vậy Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới? Thì các em hãy quan sát lên bản đồ các nước trên thế giới. Phần nháy màu đỏ này chính là vị trí của Việt Nam chúng ta. Vậy Việt Nam gắn liền với các châu lục và đại dương nào? Các em tiếp tục quan sát lên hình 1, lược đồ các châu lục và đại dương. Chúng ta sẽ thấy Việt Nam gắn liền với châu Á, là một bộ phận của lục địa Á-Âu, có Biển Đông, là một bộ phận của Thái Bình Dương. Quan sát lên hình 24.1, lược đồ khu vực Biển Đông. Các em hãy cho cô biết, Việt Nam có biên giới chung trên đất liền và trên biển với những quốc gia nào? Trước hết là phần đất liền, thì phía Bắc nước ta tiếp giáp với Trung Quốc, phía Tây tiếp giáp với Lào và Campuchia, phía Đông và Nam tiếp giáp với Biển Đông. Còn về phần biển, thì vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines, Trung Quốc và Campuchia. Vậy, qua các bài mà chúng ta đã học về khu vực Đông Nam Á như bài 14, 15, 16 và 17 thì các em hãy tìm cho cô các ví dụ để chứng minh cho nhận xét sau. Việt Nam là một trong những quốc gia thể hiện đầy đủ các đặc điểm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á. Thứ nhất là về thiên nhiên. Nước ta cũng giống như các nước Đông Nam Á khác, đều có địa hình khá đa dạng như núi, cao nguyên và đồng bằng. Rồi có khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, với cảnh quan đặc trưng là rừng nhiệt đới ẩm. Thứ hai, về lịch sử. Nước ta cũng giống như các nước Đông Nam Á khác, đều bị các nước đế quốc, thực dân và phát xít xâm chiếm, và sau đó đều đã lần lượt giành được độc lập. Thứ ba là về văn hóa. Người dân Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác cũng đều trồng lúa nước rồi dùng gạo làm nguồn lương thực. Ngoài ra, chúng ta còn có tôn giáo, nghệ thuật và kiến trúc cũng gắn bó với các nước trong khu vực. Tiếp theo, các em hãy quan sát lên hình 17.1, lược đồ các nước thành viên ASEAN. Và cho cô biết, Việt Nam của chúng ta gia nhập ASEAN vào năm nào? Các em hãy nhìn lên trên lược đồ, chúng ta sẽ thấy là Việt Nam của chúng ta có ký hiệu là màu xanh lá cây. Và khi nhìn sang bảng chú giải năm gia nhập ASEAN của các nước, thì màu xanh lá cây là năm 1995. Như vậy, Việt Nam của chúng ta gia nhập ASEAN vào năm 1995. Và cụ thể là ngày 28 tháng 7 năm 1995. Vậy ngoài ASEAN ra, thì Việt Nam còn là thành viên của tổ chức kinh tế nào khác không? Đó là tháng 11 năm 1998, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em tìm hiểu những nội dung chính của phần 1 Việt Nam trên bản đồ thế giới. Còn phần 2 Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế thì các em sẽ tham khảo thêm trong sách giáo khoa trang 78 và trang 79 nhé.
Trên đây là toàn bộ nội dung của bài 22 Việt Nam đất nước con người. Các em hãy hoàn thiện vào trong tập của mình nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những nội dung chính trong bài thứ 2 của phần địa lý Việt Nam. Đó là bài 23, vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Vị trí địa lý có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến các yếu tố tự nhiên của một lãnh thổ, một quốc gia. Vì vậy, để hiểu rõ những đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta, thì hôm nay cô sẽ cùng các em đi tìm hiểu và nghiên cứu về vị trí địa lý, giới hạn và hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Phần 1 nhỏ, vị trí và giới hạn lãnh thổ. A nhỏ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vùng đất, tức là phần đất liền của nước ta. Các em hãy quan sát lên bản đồ hành chính Việt Nam và xác định các điểm cực Bắc, Nam, Tây, Đông của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của các điểm cực đó. Ở trong sách giáo khoa trang 84, người ta đã cung cấp cho chúng ta các điểm cực và tọa độ tương ứng ở trong bảng 23.2. Các em sẽ tham khảo thêm trong bảng này nhé. Còn bây giờ, các em hãy quan sát lên bản đồ. Cô sẽ xác định vị trí của các điểm cực và tọa độ của chúng. Đầu tiên là điểm cực Bắc của nước ta, có vĩ độ 23 độ 23 phút Bắc tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tiếp theo là điểm cực Nam, có vĩ độ 8 độ 34 phút Bắc tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Rồi tiếp đến là điểm cực Tây, có kinh độ 102 độ 10 phút Đông tại xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Chúng ta để ý là cái điểm cột mốc ở điểm cực Tây có hình tam giác với ba mặt được ghi bằng ba thứ tiếng như là Việt, Lào, Trung. Nơi đây chính là ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Và nó được mệnh danh là một con gà gáy cả ba nước đều nghe thấy. Và cuối cùng là điểm cực Đông, có kinh độ 109 độ 24 phút Đông, nằm tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Đây là nơi đón mặt trời đầu tiên trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các em hãy tính cho cô, từ điểm cực Bắc cho đến điểm cực Nam trên phần đất liền của nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ. Chúng ta chỉ việc lấy vĩ độ của điểm cực Bắc trừ đi vĩ độ của điểm cực Nam. Như vậy, từ điểm cực Bắc cho đến điểm cực Nam trên phần đất liền của nước ta trải dài khoảng 15 vĩ độ. Từ điểm cực Tây tới điểm cực Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ? Tương tự, chúng ta sẽ lấy kinh độ của điểm cực Đông trừ đi kinh độ của điểm cực Tây. Như vậy, từ điểm cực Tây tới điểm cực Đông phần đất liền của nước ta mở rộng hơn 7 kinh độ. Các em tiếp tục dựa vào lược đồ các đới khí hậu châu Á, rồi cho cô biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào và thuộc kiểu khí hậu nào. Rất đơn giản phải không? Việt Nam của chúng ta nằm trong đới khí hậu nhiệt đới và thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tiếp theo, các em hãy quan sát lên bản đồ hành chính Việt Nam và các khu vực giờ trên trái đất, rồi cho cô biết lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT? Đó là múi giờ thứ 7 theo giờ GMT. Diện tích đất tự nhiên của nước ta là bao nhiêu km vuông? 331.212 km vuông. Em hãy xác định các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Đó là hiện nay nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tuy nhiên, ở một số tài liệu cũ có ghi nước ta có 64 tỉnh thành phố. Tuy nhiên, thì vào năm 2008, tỉnh Hà Tây đã được sáp nhập vào thủ đô Hà Nội. Cho nên, hiện nay nước ta chỉ còn 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về phần B, vùng biển. Vùng biển của nước ta mở rộng ra tới kinh tuyến 117 độ 20 phút đông và vĩ tuyến 6 độ 50 phút bắc. Vậy các em hãy cho cô biết phần biển của nước ta nằm ở phía nào của lãnh thổ? Đó là phía đông của lãnh thổ. Vậy phần biển nước ta có diện tích là bao nhiêu? Ở trong sách giáo khoa người ta cũng đã có ghi rồi. Phần biển của nước ta rộng khoảng 1 triệu km2. Các em tiếp tục quan sát lên hình 24.1 lược đồ khu vực Biển Đông và nêu tên các đảo và quần đảo lớn của nước ta. Nước ta có các đảo lớn như là đảo Phú Quốc, đảo Côn Đảo. Các quần đảo lớn như là quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Phần C nhỏ, vùng trời. Vùng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ nước ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần D nhỏ, đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên. Các em hãy cho cô biết những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý nước ta. Đặc điểm đầu tiên, nước ta nằm trong khoảng từ đường chí tuyến Bắc cho đến đường Xích Đạo, cho nên quy định nước ta sẽ nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc. Đặc điểm thứ hai, nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. Đặc điểm thứ ba, nước ta là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo. Và đặc điểm thứ tư, nước ta cũng là nơi giao lưu của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. Như vậy là chúng ta đã vừa đi tìm hiểu xong phần 1, vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đặc điểm lãnh thổ. A nhỏ, phần đất liền. Các em hãy quan sát lên bản đồ hành chính Việt Nam và cho cô biết lãnh thổ nước ta từ cực Bắc cho tới cực Nam kéo dài bao nhiêu km tính theo đường chim bay. Đó là dài 1.650 km. Vậy, nơi hẹp nhất của nước ta thuộc tỉnh nào và rộng bao nhiêu km? Nhìn ở trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy đó chính là tỉnh Quảng Bình. Nơi hẹp nhất theo chiều Tây Đông ở đây chưa đầy 50 km. Như vậy, lãnh thổ nước ta kéo dài theo chiều Bắc Nam và hẹp theo chiều Tây Đông. Còn đường biên giới trên đất liền của nước ta thì dài bao nhiêu km? Ở trong sách giáo khoa phần 2 đã có ghi đường biên giới trên đất liền của nước ta dài 4.600 km. Vậy các em có nhận xét gì về đường bờ biển của nước ta không? Đường bờ biển của nước ta thì uốn cong hình chữ S với chiều dài 3.260 km không tính các đảo, và nó kéo dài từ tỉnh Quảng Ninh cho tới tỉnh Kiên Giang. Như vậy, đường bờ biển uốn cong hình chữ S kết hợp với đường biên giới trên đất liền đã làm thành khung cơ bản của lãnh thổ Việt Nam. Vậy, sau khi tìm hiểu đặc điểm lãnh thổ phần đất liền, thì các em hãy cho cô biết hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động của giao thông vận tải ở nước ta? Thứ nhất là về thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là hình dạng lãnh thổ tạo cho tự nhiên của nước ta có cảnh quan phong phú, đa dạng và có sự khác biệt giữa các vùng miền. Thuận lợi thứ hai là đối với giao thông vận tải. Nước ta có thể phát triển nhiều loại hình vận chuyển như đường bộ, đường biển, đường hàng không và đường sắt. Ngoài thuận lợi thì hình dạng lãnh thổ cũng gây cho nước ta không ít khó khăn, đó là các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do thiên tai. Chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu phần B nhỏ, phần Biển Đông.
thuộc chủ quyền của Việt Nam, mở rộng về phía Đông và Đông Nam, có nhiều đảo và quần đảo. Trong đó có hai quần đảo lớn nhất là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam và vốn hiểu biết của mình, hãy cho cô biết tên đảo lớn nhất của nước ta là gì và thuộc tỉnh nào? Đó chính là đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang. Đảo Phú Quốc còn được mệnh danh là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam thuộc tỉnh Kiên Giang và nó có diện tích khoảng 568 km2. Các em tiếp tục dựa vào bản đồ hành chính của Việt Nam và vốn hiểu biết của mình cho cô biết vịnh biển đẹp nhất nước ta là vịnh nào và vịnh đó đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào. Đó chính là vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là vịnh biển đẹp nhất nước ta thuộc tỉnh Quảng Ninh, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994. Nêu tên quần đảo xa nhất của nước ta và chúng thuộc tỉnh, thành phố nào? Đó chính là quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Quần đảo xa nhất của nước ta là quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách bờ biển Cam Ranh 248 hải lý, khoảng 460 km và có cấu tạo bằng san hô. Đây là hình ảnh đảo Trường Sa lớn và nhóm đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài 23, vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Các em hãy hoàn thiện vào trong tập của mình nhé. Phần hướng dẫn về nhà, các em hãy hoàn thiện hai câu này vào trong giấy kiểm tra và nộp lại cho cô.